Tam Anh xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị được mọi sự may mắn và cầu được ước thấy Xin gửi đến quý vị một bản tin mới đó là Đưa thi thể người Việt tử vong ở Anh về nước Việt Nam Hơn một tháng sau khi 39 người được phát hiện tử vong trong container ở nước Anh Một số thi thể được đưa về Việt Nam vào sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019 Khoảng 5 giờ sáng, chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam chở 16 thi thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Mỗi thi thể được chuyển tiếp sang một xe cứu thương về địa phương để giao cho các gia đình mai táng. Việc đưa người tử vong về nước chia làm nhiều đợt, trong đó đợt đầu có nạn nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn xe cứu thương từ các tỉnh tập kết tại sân bay vào rạng sáng ngày 27 tháng 11. Thủ tục bàn giao thi thể thực hiện trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Hôm qua, ngày 26 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số huyện đã ra Hà Nội làm thủ tục tiếp nhận người tử vong từ nước Anh. Kinh phí phục vụ cho việc này được tạm ứng từ ngân sách của tỉnh. Xe vận chuyển, lực lượng y tế, công an đều sẵn sàng để đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình đưa nạn nhân từ nội bài về quê nhà. Nguồn tin cho hay như vậy. Tại Hà Tĩnh, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban dân huyện Can Lộc cho biết, huyện đã bố trí 8 xe cứu thương, lãnh đạo huyện và các xã có người tử vong sẽ đi cùng. Vì lý do an ninh, người nhà nạn nhân không được đi theo đoàn. Ông Cường nói như vậy. Các gia đình sẽ nhận thông tin cụ thể trước khi xe chở thi hài về lại địa phương. Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho hay, địa phương và các gia đình đã nhận thông báo chuẩn bị đón thi thể nạn nhân và làm lễ tang trong hôm nay. Hãng tin AFP cũng đưa tin về việc 16 thi thể lần đầu tiên đã được đưa về sân bay nội bài. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Anh khẩn trương điều tra xử lý nghiêm những kẻ phạm tội trong vụ này. Hôm 23 tháng 10, cảnh sát nước Anh đã tìm thấy 39 thi thể trong thùng container ở khu công nghiệp race hạt Exit, đông bắc thủ đô London. Các nạn nhân được xác định nhập cư trái phép. Ngày 8 tháng 11, Bộ Công an và Cảnh sát nước Anh đã thông báo toàn bộ người tử vong mang quốc tịch Việt Nam. Nghệ An là tỉnh nạn nhân nhiều nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. Theo Bộ Ngoại giao, chi phí hỏa táng thi thể và vận chuyển cho từ nước Anh về Việt Nam là 1.370 bảng tức hơn 41 triệu đồng Việt Nam. Chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2.208 bản Anh, tức hơn 66 triệu đồng Việt Nam. Cảnh sát Anh đã bắt 4 nghi phạm, một trong số đó đang bị truy tố, xét xử với 41 tội danh gồm ngộ sát 39 người, tham gia âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Công an Việt Nam cũng bắt 11 nghi phạm liên quan đường dây môi giới đưa lao động sang nước Anh trái phép, trong đó có 9 người ở Nghệ An và 2 người ở Hà Tĩnh. Tam Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Việt World TV và được phát sóng trên Việt Sky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt Qua TV để comment, bình luận và theo dõi tin tức tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn an nhiên, tự tại và vạn sự như ý. Xin trân trọng. Kính chào.